Mùa mưa này mà có một điều cá đối kho trái giác là hết nồi cơm luôn ha mọi người. Hello mọi người, chế biết nấu ăn đây. Bữa lướt trên mạng thấy bán trái giác quá chừng mà hỏi ra tới 100 cành một ký lận. Rồi thôi dẹp luôn, tưởng không có món này rồi chứ. Nhưng mà một ngày đẹp trời khi tôi đang đi báo bà mộ thì bà mở tôi kéo tôi ra hàng rào và chỉ: mày muốn trái giác hả? Có đây nè. Hú hồn chim én tôi lật đật đi xin về liền. Mọi người thấy cái mâm nguyên liệu của tôi có hấp dẫn chưa? Không hiểu sao trái giác của mọi người to lắm nhưng mà của tôi nhỏ xíu à. Cá đối mua về tôi rửa sạch với chanh và muối để ráo ha. Xong rồi bắt đầu đi ướp thôi. Về gia vị ướp cá thì cũng đơn giản nè. Tôi có 2 muỗng canh đường và 1 muỗng cà phê bột ngọt. Cái bước bột ngọt này ai không thích thì có thể bỏ qua nha. Rồi cho thêm 1 muỗng cà phê tiêu. Mình rắc lên trên con cá nè. Nhớ là chan lên thêm 5 muỗng nước mắm giùm tôi nha. Tiếp theo thì mình cho thêm 3 muỗng tương ớt thay cho ớt trái. Tại vì nhà tôi có mấy đứa con nít kho ớt trái nó không ăn được, mà cho tương ớt vô thì nó khoái quá chừng, khen ngon mới ghê á mọi người. Mẹ tôi hay xài chai tương ớt Chinsu 1 ký này nè. Kho cá kho thịt hay là pha nước chấm gì cũng cho tương ớt vô hết. Nó làm đồ ăn của mình sền sệt kẹo kẹo lại mà có màu đỏ cam dòm ngon mắt lắm. Cá đối kho thì mẹ tôi hay cho thêm xíu hành lá đâm nhuyễn nữa nha. Ướp xong thì đợi chừng 1 tiếng sau mình đi kho ha. Mọi người xài mỡ thì nó sẽ ngon và thơm hơn nè. Rồi sau khi phi thơm tỏi mình cho cá vào, trở qua trở lại cho nó thấm gia vị. Nhớ nhẹ tay nha, không thôi là nát cá. Nhưng mà tôi mở lửa lớn quá cho nên cái gia vị nó bị khét hơi đen đen đó mọi người. Sau khi thấm gia vị thì mình đổ nước cho xăm sắc mặt cá. Mình kho lửa vừa tầm 10 phút cho tới khi mà thịt cá săn lại thì tiếp tục cho trái giác vô kho tiếp. Trái giác khi mà gặp nhiệt độ nóng thì nó sẽ chuyển sang màu vàng và nó mềm đi, nó ra cái nước chua chua mọi người. Cứ kho cho tới khi nào cá chín thì mình tắt bếp nha. Nhưng mà nhớ đem lại gia vị cho vừa ăn vừa khẩu vị với gia đình của mọi người. Cái mình rắc thêm hành nè, thêm tiêu lên trên cho nó thơm. Một cái nồi cá kho trái giác thơm lừng đã xong rồi đó mọi người. Coi bộ của tôi chỉ mấy món ăn hợp với lại trời mưa không nha. Mâm cơm miền Tây mình là hay có một rổ rau sống nè, với thêm tô canh bầu canh bí hay là canh rau tạc tàn nữa. Bữa nay nhà tôi có thêm món nấm bào ngư chiên bộ. Món này mà chấm với tương ớt Chinsu thì cũng ngon hết sảy. Thịt cá đối đặc trưng là ngọt và béo, mà cái nước kho hôm nay có trái giác nên vị nó đặc biệt lắm nha. Nó có cái vị chua chua chát chát từ trái giác ra nè, rồi pha lẫn với cái vị mặn ngọt thơm cay của mấy gia vị hồi nãy mình nêm á. Trời ơi, nhà tôi chấm rau ăn liên tục luôn á mọi người. Ăn hết nồi cơm hồi nào không hay luôn á.